của em nó thấm hết cả mặt này. Dưới da của em thì nó rất là như mụn ẩn em ạ. Ẩn đây này. Những điểm như này là em cạy ra thành vết thâm. Vết thâm gọi là vết thâm tự tạo. Những vết thâm tự tạo như này nó cũng khá là lâu hết đấy. Không hết ngay đâu. Cái này xem nào. Giai đoạn này của em là giai đoạn mà bị tăng tiết dầu nhiều. Phải xử lý mụn đi em ạ nhá. Tóc em phải buộc cao lên. Chứ em để như này nó xóa ra cọ sát đây tăng thâm tăng mụn đấy nhá. Cái này phải xử lý thôi. Cái này điều trị thì nó sẽ ổn mà em. Một tháng là ổn thôi mà. Nhưng mà em về nhà em phải tuân thủ cho anh hướng dẫn một chút nhá. Đó. Về nhà thì phải hạn chế bớt cái đồ mà nó chứa nhiều dầu mỡ ấy. Đồ cay nóng nhá. Uống nhiều nước vào nhớ chưa.